Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ lấy cái phần mà trường hợp hôm bữa mình nấu nha mọi người. Mình sẽ kho sả ớt và mình ăn với cơm nha mọi người. Xin mời mọi người cùng làm với mình nha. Thì cái cây trường hợp này hôm bữa mình kho nè, mình đã để trong tủ lạnh, bây giờ nó bị hơi đặc lại nè mọi người. Nhưng không sao nha, mình sơ chế thì mình có để thêm nước này kia đồ, mình sơ chế mà đâu có cần có nước nữa mọi người. Thì sau này mình có làm thêm nữa, mình sẽ làm nước hơi nhiều đặng cho nó hơi lỏng lỏng tí nha. Mình sẽ múc ra cái chén này là một chén luôn nha mọi người. Mình sẽ kho và để đó, để dần ăn nha. Mình sẽ dùng hai tép sả đông lạnh là mình bầm nhuyễn ra nha. Và khoảng 3 trái ớt nha mọi người. Ớt cũng là ớt đông lạnh nữa. Mình cũng bầm nhuyễn ra luôn nha. Tỏi thì mình đã phi sẵn rồi, cho nên lúc này mình không có dùng tỏi lúc này nha. Mình sẽ cho hết vào dĩa nha. Mình sợ nó cay á, cho nên mình lấy cái muỗng mình cho vô dĩa nè. Thì trước khi mình kho á, cái trường hộp mình nó còn nguyên hộp thì mình sẽ dầm ra cho khoảng 50% cho nó bể ra, đặng nó thơm hơn á mọi người. Chứ để nguyên hộp vậy á, cái độ thơm của nó không có nhiều á. Mình dầm ra như thế này nè, mình kho á, cái tương mình nó thơm lắm luôn. Vậy là được rồi nè mọi người. Thì mình sẽ cho dầu vô cái nồi nè. Rồi mình để sả vô, mình xào trước cho sả nó vàng lên á. Vì sả nó lâu chín hơn á. Thì sả nó vàng thì mình sẽ cho tỏi phi vô nè. Tỏi này mình phi sẵn luôn rồi, mình cho vô là mình xào luôn được rồi mọi người. Cho tỏi vô thì mình sẽ cho ớt vô nữa nha. Mình tính trường mà ít ớt mà thôi, để mình để hết luôn đi, sợ nó cay quá. Bắt đầu mình xào sơ qua, bắt đầu mình cho trường hợp vô mình kho được rồi. Cái phần trường hợp mà nãy mình dâm nè, giờ mình sẽ cho vô hết nha. Cái này mình làm cũng hơi nhiều nè, mình sẽ để bảo quản tủ lạnh ăn dần cũng được nha. Lúc này mình sẽ để vô đây 500ml nước nha. Mình sẽ cho dưới lửa nhỏ, thật nhỏ cho nó trường hợp mình nó sắc xuống từ từ á. Rồi thơm bát ngát luôn mọi người ơi. Vì trường hợp mình nó mặn cho nên lúc này mình sẽ nêm thêm một muỗng đường và một ít bột ngọt nữa là xong á. Mình không có để nước tương muối vô nữa nha mọi người. Tại trường hợp mình nó đã mặn dữ lắm luôn đó. Rồi mình cho nó sôi trở lại là được rồi đó mọi người. Mau nữa. Thì ăn cơm thì mình cũng chuẩn bị giống như mình ăn cơm sườn như đó, mình có gì mình cho nó nha. Thì có cà chua nè, dưa leo nè, củ kiệu, rồi dưa cải nè, dưa chua rau muống nè mọi người. Củ cải với củ su hào rồi nè, mình làm dưa chua. Giờ mình sẽ múc vào một ít và mình sẽ cho cái hành phi lên nữa nha, cho nó thơm á. Vậy là món cơm mà trường hợp kho sả ớt của mình đã hoàn thành rồi đó mọi người ơi. Giờ mình sẽ cho một ít trường hợp lên cơm nha. Mình cũng cho từ từ thôi, sợ mình sợ nó mặn á. Lúc khi mình trộn như là mình ăn từ từ thế coi, mình thấy mà nó còn nhạt thì mình cho thêm nữa nha mọi người. Xin mời mọi người cùng ăn cơm với mình nha. Lần đầu tiên mình ăn kiểu này luôn ngon gì đâu á mọi người ơi. Không thua gì mà mình ăn cơm sườn á. Cái này mình chiên một ít mà sườn chay lên nữa rồi là ăn bá cháy luôn á mọi người. Hôm nay cũng là ngày cuối tháng 2 nè, mình ăn tương á. Cho nên mình đã lấy tương hộp rồi ra mình kho sả ớt và mình ăn gì đó. Ăn 1 phút 30 giây là hết cái dĩa này luôn rồi mọi người ơi. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Mọi người hãy làm thử ăn với mình vậy nha mọi người, ngon lắm luôn á.